Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bất ngờ ập đến. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, ăn ở phúc phận, trời thương Phật độ. Hết cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai, số mệnh giàu sang phú quý, hốt về tiền tỷ, giàu có cực đỉnh. Quý khán giả thân mến, trong hành trình sống của mỗi người, không ai có thể tránh khỏi những lần vấp ngã hay đối diện với thất bại. Điều quan trọng không nằm ở việc chúng ta gặp khó khăn hay không, mà là cách chúng ta phản ứng trước những trở ngại đó. Việc lựa chọn bỏ cuộc hay kiên cường tiếp tục tiến lên phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh, ý chí của từng cá nhân. Thực tế cho thấy, không có thành công nào đạt được mà không trải qua những thất bại, vì thất bại là mẹ của thành công, mỗi lần thất bại có thể mang đến nỗi buồn, cảm giác thất vọng, thậm chí là đau đớn, nhất là khi chúng ta đã rất toàn lực nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mình mong muốn. Trên con đường chinh phục ước mơ và đạt được thành công, chúng ta sẽ đương đầu với nhiều khó khăn và vấp ngã. Tuy nhiên, sau khi đứng lên từ những thất bại, chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học quý giá cho bản thân, tích lũy thêm kinh nghiệm sống và hoàn thiện bản thân. Mới đây nhất, thầy Tử Vi tiết lộ rằng, đúng từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch tới đây, người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 là con giáp khổ tận cam lai. Trước kia càng khó khăn, vất vả bao nhiêu, thì nửa đầu tháng 9 âm lịch này trở đi lại càng sung túc và giàu có bấy nhiêu. Nếu nắm bắt được thời cơ, thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp vừa giàu có, lại nhàn hạ trăm bề, phúc đức đầy tay, tiền bạc đầy nhà mà khổ cực đều tan biến, nhường chỗ cho sự an nhiên, nhiều tiền và viên mãn. Để hiểu rõ vận trình từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này diễn biến như thế nào, hãy cùng kênh Lộc khám phá chi tiết vận may từng ngày và những bước cần thực hiện để nắm bắt cơ hội tránh ra xui xẻo, giúp tuổi Nhâm Tuất tận dụng tốt nhất thời điểm này nhé. Người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 thuộc mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn. Những người tuổi Nhâm Tuất có một ý chí vững chắc, họ có lương tâm và cẩn thận trong công việc, nghiêm khắc với bản thân, đồng thời họ rất trung thành với bạn bè và gia đình. Họ có lòng từ bi, luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ nghiêm túc và có trách nhiệm trong việc làm ăn và có tầm nhìn dài hạn, nhưng đôi khi lại ích kỷ. Họ khá bướng bỉnh và không muốn chấp nhận ý kiến và đề xuất từ người khác. Họ không biết cách linh hoạt. Ngoài ra, tâm trạng của họ không ổn định hay cáu kỉnh. Hành thành thủy của can Nhâm xung khắc với hành thổ của chi Tuất là sự kết hợp không mấy tốt lành. Đây là điềm báo về thời thiếu niên khó khăn, vất vả của những người tuổi Nhâm Tuất. Thành công chỉ đến khi họ phấn đấu cực khổ trong một thời gian dài. Bù lại, cuộc sống lúc về già của những người tuổi này khá yên bình, ấm no. Người tuổi Nhâm Tuất có bản mệnh thuộc nạp âm là đại hải thủy, tức là nước biển lớn. Những người có mệnh này thường có lý tưởng cao xa, thích làm những việc mang tầm vóc vĩ mô. Chính vì thế, họ thường không cảm thấy thỏa mãn với chức vụ nhỏ nhoi mà sẽ cố gắng đạt đến vị trí lãnh đạo trong tổ chức, giống như đại dương bao la, bất tận. Họ luôn hướng đến một cuộc sống tự do, không bị trói buộc bởi bất cứ giới hạn nào. Những công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại sẽ khiến họ cảm thấy chán nản và căng thẳng. Chuyện tình cảm của người tuổi Nhâm Tuất sẽ trải qua nhiều sắc thái khác nhau, có lúc nồng nhiệt và dữ dội, nhưng cũng có khi yên bình và dịu dàng. Vốn là người đào hoa, họ thích phiêu lưu trong chuyện tình ái để tìm cảm giác mới mẻ.
vận may nghề nghiệp cho những người tuổi Nhâm Tuất tương đối lý tưởng và cho thấy xu hướng đi lên nói chung. Đối với nhân viên văn phòng, mặc dù có một số vấn đề nhỏ, công việc của họ sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Miễn là họ kiên nhẫn với mọi nhiệm vụ, cuối cùng họ sẽ đạt được kết quả xuất sắc. Hơn nữa, họ nên giữ thái độ tích cực khi gặp khó khăn. Đối với doanh nhân, cũng sẽ có một sự phát triển tốt nếu họ sẵn sàng lắng nghe ý kiến từ nhân viên và người khác. Doanh nghiệp của họ sẽ phát triển tốt hơn, họ có một may mắn khá lớn trong sự giàu có, họ có thể kiếm được một mức lương tốt thông qua công việc khó khăn. Ngoài ra, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người ở độ tuổi trung niên, điều này giúp ích rất nhiều cho việc tích lũy tài sản của họ, họ cũng rất giỏi trong việc quản lý tài chính. Tầm nhìn dài hạn của họ sẽ cho phép họ có được lợi nhuận tốt từ khoản đầu tư của họ, nhưng tốt hơn hết là họ nên bỏ thói quen xấu, tiêu tiền phi lý. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, người tuổi Nhâm Tuất cần sốc lại tinh thần để có thể sẵn sàng cho những thách thức tới. Trong thời điểm này hung vận lấn át cát vận, đây chắc chắn sẽ là một thời điểm mà bạn không được cho phép mình được chểnh mãn hay chán trường, thả trôi bản thân kẻo mọi thứ còn sa sút nhanh hơn. Nguyệt lệnh lâm suy lại thêm âm sát hung tinh tác động, nên công việc của bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn hơn. Con giáp này nên đề phòng bởi có dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng. Bản mệnh cần hành sự thận trọng và cố gắng kiểm soát cảm xúc để mọi chuyện không chuyển biến tiêu cực. Tuy nhiên, một khi bạn kiên trì vượt qua hết thảy thì thành quả gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Vận trình tài lộc từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này của tuổi Nhâm Tuất có nhiều biến động, lên xuống thất thường, nhưng chủ yếu theo chiều hướng xấu. Con giáp này cần có kế hoạch quản lý tài chính thật rõ ràng và chặt chẽ hơn, mới có thể hạn chế tình trạng thất thu. Kinh doanh hay đầu tư nên nhìn về lâu về dài, đừng chỉ chạy theo cái lợi trước mắt mà bất chấp tất cả. Tình hình sức khỏe tuổi Nhâm Tuất trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này có dấu hiệu giảm sút khá rõ rệt, bệnh cũ dễ tái phát, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, uể oải, đau nhức. Con giáp này nên thay đổi thói quen sống tích cực hơn, kết hợp chăm chỉ luyện tập thể thao để tăng cường khả năng chống lại bệnh tật cũng như làm chậm dấu hiệu lão hóa. Chuyện tình cảm từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này của tuổi Nhâm Tuất vẫn còn nhiều nỗi muộn phiền. Bạn cần phải điều chỉnh nhiều suy nghĩ, xem xét lại cảm xúc riêng tư để có cách xử lý thích hợp. Người độc thân hãy để mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng ép, nếu không kết quả sẽ không như ý muốn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, Nguyệt lệnh lâm suy dự báo vận trình của tuổi Nhâm Tuất giảm sút. Một phần vì không được nguyệt lệnh che chở, phần khác là do chính sự nỗ lực của bạn chưa tới, mọi thứ vẫn chưa thể đạt kết quả như con giáp này mong muốn. Con đường công danh sự nghiệp vẫn cần rất nhiều sự cố gắng từ chính bản mệnh thì mới mong có ngày nếm trái ngọt. Do vận khí sa sút nên có những việc lúc đầu tiến hành khá thuận lợi, nhưng càng về sau càng trở ngại và gặp khó khăn. Bản mệnh tâm lý và áp lực tinh thần xuống dốc là điều khó tránh. Nhưng quan trọng hơn cả là bản thân bạn cần xem xét lại toàn bộ quá trình làm việc, chứ đừng nhắm mắt cho qua. Biết sai mà không sửa thì sai lầm nối tiếp sai lầm, cuối cùng đi đến thất bại. Lại thêm thái tuế và âm sát hung tinh tác động, là điềm báo có tiểu nhân đeo bám khá rõ. Con giáp này nếu không đủ tỉnh táo để tự bảo vệ mình thì sẽ chẳng ai có thể giúp đỡ được bạn. Bản mệnh cần hành sự thận trọng và cố gắng kiểm soát cảm xúc để mọi chuyện không chuyển biến tiêu cực, tạo cái cớ cho tiểu nhân nắm thóp dở trò quấy phá. Có thể thấy, vấn đề tinh thần đang quyết định rất nhiều tới cuộc sống của tuổi Nhâm Tuất trong thời điểm này. Do đó, điều quan trọng là bạn cần sớm sốc lại tinh thần để có thể sẵn sàng cho những thách thức tới. Trong khi đó, suy nghĩ quá nhiều, sợ bóng sợ gió sẽ là vấn đề mà bạn cần khắc phục. Thay vì nghĩ nhiều thì bạn nên mạnh dạn đứng dậy hành động. Đây chắc chắn sẽ là một thời điểm bạn không được cho phép mình được chểnh mãn hay sa sút, thả trôi bản thân kẻo mọi thứ còn sa sút nhanh hơn. Nếu bạn biết bình tĩnh đối mặt, tính toán hơn thì sẽ đạt được những thứ mà bạn chưa từng nghĩ tới.
Một khi kiên trì vượt qua hết thảy thì thành quả gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Với những ai đang có ý định tìm kiếm công việc sẽ cảm thấy vất vả ngay từ ban đầu. Nếu có thể, bạn chưa nên rời bỏ công việc hay vị trí hiện tại ở thời điểm này, kẻo mọi thứ sẽ không lý tưởng như những gì bạn kỳ vọng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, công việc rất thuận nên kéo theo đó là tài lộc của tuổi Nhâm Tuất cũng giảm sút khó tránh. Nguyệt lệnh lâm suy gây ra nhiều tác động của môi trường xung quanh. Tiểu nhân cạnh tranh không lành mạnh, bản thân lại sinh tâm lý sốt ruột và chán trường. Do cùng lúc chịu nhiều áp lực nên khó tránh khỏi việc muốn buông xuôi. Càng như vậy, con đường làm giàu của bạn càng hẹp lại. Tình hình kinh doanh, buôn bán trong thời điểm này không mấy khả quan. Tuy trong thời điểm này cũng có thời điểm sáng hơn, doanh thu đạt được cao hơn so với bình thường, nhưng tần suất này thấp không đáng kể. Kinh doanh hay đầu tư nên nhìn về lâu về dài, đừng chỉ chạy theo cái lợi trước mắt mà bất chấp tất cả. Bạn cũng không nên vội vàng tin tưởng vào những lời chào mời, rủ rê bùi tai mà dễ dàng dung tiền ra. Đó có thể là cái bẫy ngọt ngào chỉ đợi bạn sa vào. Ở thời điểm này mọi thứ lên xuống thất thường, nhưng chủ yếu theo chiều hướng xấu. Con giáp này cần có kế hoạch quản lý tài chính thật rõ ràng và chặt chẽ hơn mới có thể hạn chế tình trạng thất thu. Các chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng chớ nên xem nhẹ, nhiều khoản nhỏ tích lại thành khoản lớn, buộc lòng tuổi Nhâm Tuất phải rút hầu bao, số tiền tích lũy được chưa nhiều đã phải bỏ ra để chi dùng. Tuy nhiên, đó là việc làm cần thiết nên không phải đắn đo quá nhiều, có điều bạn cần phải liệu cơm gấp mắm, chi tiêu eo hẹp hơn đôi chút. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tình trạng sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này có dấu hiệu giảm sút khá rõ rệt, bệnh cũ dễ tái phát, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, uể oải, đau nhức, lười vận động là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh, nhất là những bệnh liên quan đến tim mạch, bạn cần chú ý dưỡng sinh để nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt, bản mệnh nên thay đổi thói quen sống tích cực hơn, hạn chế ăn hàng quán hay uống đồ uống có cồn để cải thiện thể chất. Bên cạnh đó, việc chăm chỉ luyện tập thể thao để tăng cường khả năng chống lại bệnh tật cũng như làm chậm dấu hiệu lão hóa. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Vận trình tình cảm từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này của người tuổi Nhâm Tuất vẫn còn nhiều nỗi muộn phiền. Dù là người có gia đình hay người độc thân đều trải qua những cung bậc cảm xúc thất thường, buồn nhiều hơn vui. Do âm sát xuất hiện là dấu hiệu trục trặc nảy sinh không ít mâu thuẫn cản trở, tình cảm lứa đôi, mối quan hệ của hai bạn có thể chịu tác động từ những lời nói bên ngoài. Tình cảm dần bị lung lay, nếu niềm tin cả hai dành cho nhau không đủ lớn có thể khiến những gì đã xây dựng đổ vỡ tan tành. Trước những lời nói của người ngoài, bạn nên xác nhận lại với đối phương một lần rồi mới đưa ra nhận định, tránh tình trạng kết luận vội vàng. Người ấy sẽ cảm thấy không được tin tưởng và tôn trọng, bản mệnh cần phải điều chỉnh nhiều suy nghĩ, xem xét lại cảm xúc riêng tư, có cách xử lý thích hợp để cải thiện mối quan hệ. Điều quan trọng nhất là vợ chồng bạn cần dành nhiều thời gian để chia sẻ, tâm sự cùng nhau hơn nữa. Người độc thân thời điểm này hãy để mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng ép, nếu không kết quả sẽ không như ý muốn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Nhâm Tuất sinh 1982. Ngày mùng 5 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, trong quá trình trao đổi công việc, bạn có thể nhận được rất nhiều thông tin bổ ích để giải quyết những vướng mắc hiện tại, giúp công việc có được đột phá mạnh mẽ. Ngày mùng 6 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này công việc suôn sẻ, được đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiều. Cũng bởi thường ngày bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nên khi bạn có khó khăn, đối phương chẳng chút ngần ngại tháo gỡ cùng bạn. Ngày mùng 9 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, nếu bạn có thể tiến hành mọi việc theo kế hoạch của mình, khả năng giải quyết vấn đề của bạn sẽ mạnh mẽ hơn. Hãy chứng tỏ cho cấp trên thấy việc trao cơ hội cho bạn là quyết định đúng đắn của họ. Ngày 11 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này,
Bản mệnh hãy buông bỏ những tiểu tiết và nhìn về mục tiêu xa hơn. Bạn có thể đạt được những thành tích lớn lao vượt ngoài mong đợi. Đừng để những thứ vụn vặt cản trở bước tiến của mình. Ngày 14 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh cố gắng thể hiện những điểm mạnh của mình cũng như những kinh nghiệm mà bản thân đã tích lũy. Bạn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Tuần này cục diện tương hình xuất hiện, khiến cho người tuổi Nhâm Tuất sẽ phải phụ trách nhiều nội dung công việc nặng nhọc. Bạn nên giữ tinh thần lạc quan, tích cực thì mọi việc mới có thể giải quyết nhanh chóng được, còn than thân trách phận thì mọi việc mãi dậm chân tại chỗ. Bản mệnh cần nhớ, dù công việc có nhiều đến mấy, bạn cũng chớ nên sốt ruột, làm việc cẩu thả cho xong, bởi nếu làm không cẩn thận, bạn sẽ rất dễ mắc sai sót cũng như tốn thêm nhiều thời gian và công sức để khắc phục, thậm chí con giáp này sẽ còn làm phiền đến người khác nữa. May mắn tuần này quả sinh thổ cho thấy tuổi Nhâm Tuất rất hòa hợp với nửa kia của mình để giải tỏa căng thẳng và áp lực. Bạn không nên giấu mọi chuyện trong lòng mà nên tâm sự và thảo luận cùng người ấy. Hai người có thể cùng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với nhau. Tử vi tuần thứ hai từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 9 âm lịch. Tuần này thương quan giáng họa, người tuổi Nhâm Tuất rất dễ vướng phải tranh chấp với lãnh đạo. Bạn không nên đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao. Nếu không sớm muộn gì thì người phải chịu nhiều thiệt thòi hơn cũng chính là bạn, cho dù có gặp khó khăn nhiều đến thế nào đi chăng nữa. Con giáp này cũng không nên nghĩ tới việc từ bỏ hoặc thôi việc. Đó chỉ là hành động trốn chạy chứ không thể giải quyết triệt để vấn đề. Hãy dũng cảm đối mặt với thử thách. Có như vậy, bạn mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Tuần này may mắn hơn là trên phương diện tình cảm, ngũ hành thổ sinh kim cho thấy người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hẳn ai cũng sẽ yêu mến một người tài năng và chắc chắn trong mọi việc như bạn. Hãy mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm của mọi người nhé. Tiếp theo là cẩm nang dượng vận cho tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: công danh sự nghiệp vẫn cần rất nhiều sự cố gắng, kinh doanh buôn bán trong thời điểm này không mấy khả quan. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Dần. Màu sắc may mắn là màu xanh lục và màu xám. Con số may mắn 46, 71 và 30. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy, tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Tý. Không còn gì tuyệt vời hơn nếu tuổi Nhâm Tuất và tuổi Tý hợp tác làm ăn với nhau. Sự kết hợp này sẽ đạt được hiệu quả cao và giúp họ gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Tý sẽ mang lại may mắn, tài lộc đến cho sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tuất. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Sửu. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, tuổi Nhâm Tuất sẽ giúp đỡ tuổi Sửu trong phần tính toán, lập kế hoạch cho những bước phát triển vượt bậc. Còn tuổi Sửu sẽ là trợ thủ đắc lực giúp tuổi Nhâm Tuất tiến hành những kế hoạch dự định đó. Họ tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, bởi vậy mối quan hệ này ngày càng lâu dài và gắn bó. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Dần. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, hai tuổi này sẽ xây dựng được một sự nghiệp ổn định, vững chắc. Tuổi Dần sáng tạo và nhanh nhẹn nhưng lại dễ nản chí, và tuổi Nhâm Tuất sẽ giúp họ khắc phục được những nhược điểm đó. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Mão. Người tuổi Mão rất thông minh, hơn nữa lại rất khách quan nên có thể trợ giúp cho người tuổi Nhâm Tuất. Người tuổi Nhâm Tuất cũng sẽ không phản bội lại người tuổi Mão, nên hợp tác là rất tốt. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Thìn. Tuổi Nhâm Tuất và tuổi Thìn cũng sẽ hợp tác tốt nếu như họ cùng có mục tiêu và chí hướng. Những người tuổi Nhâm Tuất cần cù làm việc, không ngừng nỗ lực để đạt được thành công, nhưng đôi lúc họ lại thiếu đi sự may mắn. Lúc này, sự có mặt của tuổi Thìn sẽ giúp công việc của họ thuận lợi, suôn sẻ hơn.
tuổi Nhâm Tuất với tuổi Tỵ. Có một điểm chung giữa hai tuổi này, đó là tuổi Nhâm Tuất và tuổi Tỵ đều khéo giao tiếp và ứng xử, bởi vậy họ có thể cùng nhau hợp tác và đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực. Chắc chắn, tuổi Nhâm Tuất thông minh, chăm chỉ, sẽ cần đến những ý kiến đóng góp sáng tạo, độc đáo của tuổi Tỵ. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Ngọ. Sự hợp tác làm ăn giữa người tuổi Nhâm Tuất và tuổi Ngọ sẽ đem lại thành công trên nhiều lĩnh vực, bởi cả hai tuổi này đều rất năng động, sáng tạo, chăm chỉ và kiên trì trong công việc. Hơn nữa, họ rất dũng cảm, gan dạ khi đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, không có bất kỳ thử thách nào khiến tuổi Nhâm Tuất và tuổi Ngọ sợ hãi bỏ cuộc. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Mùi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như tuổi Nhâm Tuất và tuổi Mùi trở thành đối tác làm ăn của nhau. Họ có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, là động lực giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Tuổi Mùi hoàn toàn có thể tin tưởng vào tài năng cũng như những kế hoạch, dự định của tuổi Nhâm Tuất. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Thân. Đây cũng sẽ là một sự hợp tác làm ăn tuyệt vời. Nếu như tuổi Nhâm Tuất và tuổi Thân bắt tay trở thành đối tác của nhau, nếu như tuổi Nhâm Tuất thông minh, chăm chỉ, luôn cố gắng hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình, thì tuổi Thân sẽ đảm nhận vai trò của một nhà lãnh đạo, quản lý và tổ chức công việc. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Dậu. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, hai con giáp này có thể đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh, với con mắt nhìn xa trông rộng. Tuổi Nhâm Tuất có khả năng đánh giá và phân tích nhu cầu thị trường, còn tuổi Dậu sẽ là người thực hiện những kế hoạch, mục tiêu của hai bên. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Tuất. Không còn gì tuyệt vời hơn nếu hai tuổi Tuất cùng nhau bắt tay xây dựng sự nghiệp. Họ là những người có ý chí kiên cường, lòng quyết tâm cao. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, tuổi Nhâm Tuất sẽ không bao giờ chán nản bỏ cuộc. Hai tuổi Tuất kết hợp với nhau sẽ tạo nên một sức mạnh phi thường, phát triển sự nghiệp một cách nhanh chóng khiến mọi người kinh ngạc. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Hợi. Mối quan hệ này cũng trở nên gắn bó, hòa hợp trên phương diện hợp tác làm ăn. Tuổi Nhâm Tuất sẽ đóng vai trò là người đứng đầu tổ chức, sắp xếp công việc. Trong khi đó, tuổi Hợi sẽ là hậu phương vững chắc, ủng hộ, giúp đỡ công việc làm ăn của tuổi Nhâm Tuất phát triển thành công hơn nữa. Quý khán giả thân mến, trong suốt cuộc đời, tất cả chúng ta đều đã phạm nhiều nghiệp chướng, chẳng hạn như nói xấu người khác, chửi bới người khác, thậm chí phá thai, tà dâm và các nghiệp xấu khác. Những nghiệp xấu này có thể dễ dàng dẫn đến những hậu quả không hề tốt chút nào, gây ra khó khăn trong cuộc sống. Mọi chuyện không như ý xảy ra trong cuộc sống của chúng ta phần lớn là do nghiệp quá nhiều đang cản trở bạn. Một số người sinh ra với nghiệp bẩm sinh và phải chịu mọi điều không như ý, yếu đuối và bệnh tật, có những mối quan hệ rắc rối và hôn nhân không hạnh phúc, nghèo khó và không thể kiếm được nhiều tiền. Trong suốt cuộc đời, mang nghiệp chướng nhiều đời không có gì đáng sợ. Đáng sợ là dù có gánh nặng vẫn tạo nghiệp. Nếu bạn có thể làm nhiều việc thiện hơn và phát triển bồ đề tâm trong đời này, thì những việc xấu có thể được chuyển hóa thành kết quả tốt ở đời này, để bạn và cả gia đình sẽ nhận được phước lành, của cải dồi dào, tràn đầy phúc lành và không có bệnh tật hay tai họa. Gần đây, mọi việc không suôn sẻ, Đức Phật chỉ cho bạn ba cách này chắc chắn sẽ cải vận. Một, đọc kinh niệm chú để dưỡng tâm. Muốn học Phật phải áp dụng lời Phật dạy vào đời sống và dùng sự gia trì của chư Phật chư Bồ Tát để giải quyết những chấp trước tình cảm. Đức Phật và Bồ Tát dạy kiên trì tụng kinh niệm Phật mỗi ngày hay thậm chí chép tụng chú La Nghiêm, chú Đại Bi là một cách giải quyết khó khăn, theo Đức Phật cực hay. Nói tóm lại, bằng cách trau dồi và cải thiện tâm trí trong sáng, chúng ta có thể phòng vệ tốt hơn trước ảnh hưởng của những người xung quanh lên cảm xúc của mình. Đức Phật dạy cảm xúc và chấp trước cũng là giả và không có thật. Nếu lấy hàng giả làm hàng thật thì bạn sẽ bị lỗ nặng. Chúng ta thấy nhiều người tu hành Phật giáo rất vất vả, nhưng khi gặp tâm thái thì bản chất thực sự của họ lộ ra vẫn không thể buông bỏ được. Chấp trước chư Phật Bồ Tát cũng thở dài trước những biểu hiện của chấp trước và chấp trước đối với chúng sinh. Vì vậy, trong việc học Phật và tu tập Phật giáo, việc loại bỏ chấp trước tình cảm là điều ưu tiên hàng đầu. Có điều gì mà bạn không thể buông bỏ được về mặt cảm xúc? Cầu mong mọi người luôn an lạc với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, biết buông bỏ và không để tâm đến những điều không hay. A-di-đà Phật. Hai là thực hành bố thí. Việc thực hành bố thí là một trong những đức hạnh căn bản nhất để giải trừ khó khăn. Đức Phật đã từng giảng giải về đức hạnh bố thí. Đây là nền tảng đầu tiên mà những người làm công đức nên thực hành trước.
có ba loại bố thí là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Trong ba loại bố thí này, Đức Phật đề cao pháp thí và bố thí. Pháp như trong kinh pháp của Phật dạy, pháp thí thắng mọi thứ. Sở dĩ Phật nói pháp thí thắng mọi thứ là vì chính pháp ghi diệu có thể đem lại an lạc cho người nghe, người hành ngay hiện tại và mai sau. Giáo pháp này có thể diệt si mê một hình tướng của vô minh, có thể giúp chúng sinh thoát phiền não, khổ đau, sinh tử luân hồi cho đi. Không chỉ có thể giải thoát kẻ thù, chủ nợ, mà còn có thể cứu rỗi linh hồn của những vong linh ngoài kia để giúp bạn tạo phước. Từ đó cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn, dù bạn làm việc từ thiện nào cũng sẽ có những ân phước đặc biệt. Khi tâm bạn vui vẻ và thoải mái, bạn sẽ mang lại lợi ích cho bản thân và người khác thông qua việc bố thí. Bạn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn được hạnh phúc, xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và hồi hướng công đức của mình để tiêu trừ nghiệp chướng, và cũng có thể tích lũy vô lượng công đức cho chính bạn. Ba là biết chấp nhận nghịch cảnh. Câu nói vạn vật đều do định mệnh, không phải để chúng ta chấp nhận số phận mà là dạy chúng ta cách nắm bắt đúng vận mệnh của chính mình. Mỗi người đều có nhân quả riêng, chỉ cần chúng ta hành động theo nguyên lý nhân quả, chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình trong cuộc đời này. Dù bạn gặp ai thì người ấy cũng chính là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn, và dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là điều bạn nên trải qua. Vạn vật đều có dòng tuần hoàn, mọi thứ đều có quan hệ nhân quả, mọi thứ đều không thể giải thích được. Hãy làm những gì bạn nên làm và số phận sẽ không bao giờ phụ lòng những ai làm việc chăm chỉ, và nó sẽ sắp xếp mọi thứ cho bạn. Khi con người cảm thấy bất lực trước cuộc đời mình thì cho rằng trời đang nắm giữ. Thực tế không phải vậy. Mọi kết quả đều do chính chúng ta tạo ra, vận mệnh của chúng ta luôn nằm trong tay chúng ta. Điều chúng ta vẫn cần biết là luật nhân quả, hiểu được cách gieo nhân để đạt được điều mình mong muốn, cái gọi là việc tốt, quả báo tốt. Đây là sự thật, số phận của một người không được quyết định bởi ý kiến của người khác, mà bởi suy nghĩ thân thể, lời nói và hành vi của chính người đó. Đừng để bị phiền muộn và lo lắng dây quanh bản thân, mà hãy cố gắng làm những việc tốt cho bản thân và quản lý cuộc sống của mình cho tốt. Thành thật với người thân và bạn bè, làm tròn trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Chúng ta cũng cần biết rút lui để tiến bộ, đây cũng là một trí tuệ lớn trong cuộc sống. Rút lui không có nghĩa là bao dung hay hèn nhát, mà là sự kiên cường và sức mạnh thực sự. Rút lui chỉ là vẻ bề ngoài, và sẵn sàng ra đi mới là bản chất ở trần gian. Cũng giống như chốn tu thiền, chỉ có lùi một bước mới có thể tiến xa hơn, chỉ có khiêm nhường suy ngẫm mới có thể leo lên cao hơn. Trên đời, vạn vật hội tụ rồi chia ly đều do số phận, không cần phải vật lộn với buồn tủi, oán hận, hãy mỉm cười đối mặt và đừng phàn nàn. Trên đây là tử vi của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.